nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, một linh mục công giáo được tìm thấy treo cổ ở ngay trong hội trường giáo xứ. Đây thật sự là một tin tức đau lòng cho người công giáo, đặc biệt là những người giáo dân nơi đây. Theo UCA News, một bức thư tuyệt mệnh ám chỉ vấn đề tài chính được tìm thấy trên người của cha Sunny Araka, một linh mục giáo xứ ở Kerala, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Thi thể của cha Sunny Araka được giáo dân tìm thấy vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5. Vị linh mục 65 tuổi này là cha sở của nhà thờ Thánh Paul ở Kalat thuộc quận Alappuzha. Ngài đã phục vụ giáo xứ trong 5 năm qua và sẽ được chuyển đến một nơi khác vào ngày 5 tháng 6. Cảnh sát đã thu hồi được một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, vị linh mục quá cố đã viện dẫn một cuộc khủng hoảng tài chính như nguyên nhân cho hành vi cực đoan này. Cha Xavier Kudiamassari, cha tổng đại diện của giáo phận cho biết: "Chúng tôi thực sự bị sốc khi biết về cái chết của cha Araka. Theo những gì tôi biết, cha Araka là một linh mục rất trưởng thành và có kỷ luật, và tôi thậm chí không thể tưởng tượng được ông ấy sẽ đi một bước đi như vậy", ông nói với UCA News vào ngày 1 tháng 6. Giáo phận trong một thông báo chính thức đã cầu xin sự ban phước của Đức Chúa Trời cho linh hồn đã khuất và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về sự ra đi quá đau thương tức tưởi của cha. Cha Kudiamassari cho biết cha đã nghe về nội dung của bức thư tuyệt mệnh. Đúng là vị linh mục ấy đã phải nhận một số tiền từ một vài người và ngài cũng phải gửi một số tiền về cho giáo xứ. Nhưng nó không phải là vấn đề lớn đến mức phải tự sát. Linh mục đoàn và gia đình của linh mục quá cố đang chờ đợi cuộc điều tra của cảnh sát để tiết lộ sự thật. Một giáo dân không muốn nêu tên cho biết họ đã tụ tập để họp nhưng không tìm thấy vị linh mục và bắt đầu tìm kiếm ngài trong nhà thờ. Thay vào đó, họ bị sốc khi thấy cha sở của họ treo cổ bên trong hội trường giáo xứ và ngay lập tức thông báo cho chính quyền nhà thờ và cảnh sát. Cảnh sát đã tới nơi và sau khi hạ xác linh mục đã tiến hành đi khám nghiệm tử thi. Các giáo dân cho biết họ không thể tin rằng linh mục của họ đã chết vì ngài là một người rất kỷ luật và tình cảm. Họ không biết ngài đang phải đối mặt với vấn đề tài chính hay bất kỳ vấn đề nào khác như được đề cập trong bức thư tuyệt mệnh. Giáo phận trong một thông báo chính thức đã cầu xin phúc lành của Đức Chúa Trời cho linh hồn đã khuất và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về cái chết đầy đau thương của cha. Cha Kudiamassari cho biết thi thể của ngài đã được chôn cất tại giáo xứ quê hương của ngài ở cùng quận vào tối ngày 1 tháng 6. Nguyện xin Chúa gìn giữ, thánh hóa các linh mục của Chúa. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.